Hello, xin chào cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video của mình nha. Hôm nay thì mời cả nhà cùng mình đi xem là không khí giáp Tết ở Quảng Châu thì trông như thế nào ha. Đến Tết là mình lại thích đi xem người ta cắm hoa như thế nào với lại mấy cái đồ trang trí Tết á. Hình như là lúc ở Việt Nam mình cũng có từng thấy mấy cái trái này vào dịp Tết nè. Ở Quảng Châu thì có hai con phố đi bộ là phố đi bộ Bắc Kinh với lại phố đi bộ Thượng Hạ Cửu. Nhưng mà thường thì mình hay đi phố Bắc Kinh hơn, tại vì mình có thể ngồi tàu điện ngầm tới thẳng ở phố Bắc Kinh luôn. Chứ còn mà muốn đến phố Thượng Hạ Cửu thì mình sẽ phải đi bộ một đoạn khá là xa mới đến nơi. Mời cả nhà vào đây ăn với mình nha. Chỗ này thì người ta bán nhiều loại lắm, nhưng mà cái gian hàng này nè thì bán mấy cái đồ ngọt. Chè ở đây thì ngon, nhưng mà bánh tiêu thì mình thấy không có ngon bằng là mình ăn ở Việt Nam. Đoạn này thì là ở đằng trước chùa Đại Phật, người ta đang bắt đầu trang trí cho dịp Tết nè. Còn chỗ này là mình thấy người ta đang quay phim, chắc là kiểu để làm quảng cáo hoặc là một cái chương trình tivi gì đó. Bây giờ thì mình tiếp tục dẫn mọi người đi chơi ở một khu khác ha. Bên này thì là một khu hội chợ của một trung tâm thương mại. Không chỉ có ở bên ngoài mà bên trong trung tâm thương mại người ta cũng trang trí luôn nè. Cái tiếng ồn ồn đó là tiếng thác nước chảy á mọi người. Đây chính là thác nước mà mình nói nè. Chỗ này là một nhà hàng đồ nướng Latin mà hình như là Brazil hay là Mexico gì đó. Mấy cái đoạn nhảy múa như vậy là mấy bạn nhỏ thích lắm. Bây giờ thì mình sẽ dẫn cả nhà qua một khu khác nữa ha. Thật ra chỗ này cũng nằm ở quận Thiên Hà luôn. Chỗ này mình thấy nó giống như kiểu là hội hoa xuân vậy đó. Ở Quảng Châu thì có nhiều đường hoa lắm. Người ta làm chắc một quận có thể có một hoặc là có nhiều nơi để làm đường hoa luôn.
Lúc này á, là người ta vẫn đang làm chứ chưa có hoàn thành. Còn mà đến Tết á, thì là sẽ có nhiều nơi làm đẹp hơn nhiều. Còn đây là buổi tối ở chỗ này nè mọi người. Bây giờ thì mình đang dẫn cả nhà đi qua phía bên kia đường. Ở bên chỗ này thì sẽ có một con rồng khác. Đây là cái đuôi rồng nè, còn ở phía bên dưới thì mình sẽ thấy được nguyên con rồng luôn. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem hết video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye!